lý do tòa hoãn xử vụ phóng viên kiện chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ. Băng nhóm côn đồ 10X ở Huế dùng dao kiếm giải quyết mâu thuẫn khiến một người nhập viện. Sơn La sản xuất hữu cơ nâng tầm thương hiệu gạo Phú Yên. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, mới đây, Tòa Nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm vụ ông Châu Lê Anh Hào, kiện chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của ông Hào đối với bản án ngày 31 tháng 5 của Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán do ông Phan Đức Phương làm chủ tọa. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do chưa có kết quả báo phát và người bị kiện là chánh thanh tra sở, ông Nguyễn Việt Thắng vắng mặt chưa rõ lý do. Vì chủ tọa thông báo sẽ tiếp tục tống đạt cho ông Thanh. Nếu lần sau đương sự tiếp tục vắng mặt, hội đồng xét xử sẽ xét xử vắng mặt theo đúng quy định của luật tố tụng hành chính, bởi đây đã là lần thứ 2 phiên tòa bị hoãn. Trước đó, vào ngày 31 tháng 5, Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông Hào, sau đó ông Hào kháng cáo. Vừa qua, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang xét xử vụ án hình sự về tội mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ đối với 13 bị cáo là cán bộ ngành thuế tỉnh An Giang và các doanh nghiệp. Theo đó, 13 bị cáo gồm Phạm Thế Hải, 58 tuổi, Trần Cao Sang, 52 tuổi, Dương Hoàng Chiến, 46 tuổi, Trần Thanh Việt, 43 tuổi, cùng là cựu cán bộ thuế, Nguyễn Hoàng Sơn, 37 tuổi, Nguyễn Văn Hiệp, 37 tuổi, Chu Quốc Vui, 61 tuổi, Nguyễn Văn Bình, 54 tuổi, Nguyễn Thanh Sang, 43 tuổi, Phạm Ngọc Châu, 49 tuổi, Nguyễn Văn Lan, 54 tuổi, Phạm Văn Định, 66 tuổi và Nguyễn Hoàng Vũ, 40 tuổi. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách trong quản lý, in ấn hóa đơn giá trị gia tăng của nhà nước nên các bị cáo Hải, Định, Sơn thỏa thuận với Chiến, đội trưởng đội kiểm tra thuế chi cục thuế huyện Chi Tôn và thỏa thuận với Trần Cao Sang, cán bộ thuế, Trần Thanh Việt, đội trưởng đội kiểm tra thuế chi cục thuế thị xã Tân Châu để thành lập nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này chủ yếu đăng ký kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng do Phạm Thế Hải trực tiếp quản lý, điều hành nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn cho Chu Quốc Vui, Bình, Lan, Vũ, Châu, Nguyễn Thành Sang và nhiều doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh An Giang. Giá bán hóa đơn từ 4% đến 10% trên tổng doanh số chưa thuế ghi trên hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính và để các công ty, doanh nghiệp này hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào nhằm khấu trừ thuế. Bằng hành vi trên, từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016, Hải, Sơn, Định, Cao Sang và Hiệp đã mua bán 1.080 hóa đơn khống cho 19 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Riêng Chu Quốc Vui, Bình, Thanh Sang, Châu, Lan và Vũ sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm tiền thuế phải nộp với tổng số tiền trên 7,9 tỷ đồng. Hai bị cáo Hoàng Chiến, Trần Thanh Việt, cán bộ thuế vì động cơ vụ lợi đã làm trái công vụ được giao, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 11,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Chiến gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền trên 10 tỷ đồng, bị can Việt gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa kết thúc trong ngày 11 tháng 11. Vừa qua, cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế vừa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng côn đồ, đồng thời cấm xuất cảnh đối với 7 đối tượng khác về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 8 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Quang, sinh năm 2002, Dương Gia Nguyên, sinh năm 2001, Đoàn Đại Tiến, sinh năm 2004, cùng trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ vụ án, trước đó nhóm Nguyễn Hữu Quang mâu thuẫn cá nhân với nhóm Lý Trực Duy, sinh năm 2004, trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế. Nhóm của Quang gồm 10 người đã sử dụng xe mô tô mang theo dao kiếm tự chế tìm nhóm Duy để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến cánh đồng Lưu Khánh, xã Phú Dương thì nhóm của Quang đã gặp nhóm Duy. Tại đây, nhóm của Duy phát hiện nhóm Quang mang theo hung khí nên đã bỏ chạy. Riêng Duy không chạy thoát nên bị nhóm của Quang dùng chân tay đánh đập và dùng dao kiếm chém liên tiếp vào đầu, lưng gây thương tích. Hậu quả Duy phải đi cấp cứu tại bệnh viện, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 20%. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quang, Nguyên, Tiến. Đồng thời, cơ quan công an ra lệnh cấm xuất cảnh đối với 7 đối tượng còn lại trong nhóm này để điều tra. Vừa qua, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tay ga SH và xe container làm hai người chết ở vòng xoay Mỹ Thủy. Khoảng 23 giờ 45 phút tối ngày 7 tháng 11,
anh LGP sinh năm 1995 điều khiển xe máy chở DVB sinh năm 1989 cùng ngụ thành phố Thủ Đức, điều khiển xe SH biển kiểm soát 59M1-15418 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định hướng từ đường Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái. Khi đến vòng xoay Mỹ Thủy, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xe anh P va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 65H00456 kéo theo rơ móc chở container loại 40 feet đang ôm cua ở vòng xoay để về cầu Phú Mỹ. Cú va chạm khiến xe SH cùng anh P, anh B rơi vào gầm xe đầu kéo. Hậu quả khiến anh P và B tử vong tại chỗ. Chiếc xe SH bị hư hỏng phần đầu. Công an thành phố Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân. Theo người nhà hai nạn nhân, buổi tối, hai anh P và B đi dự tiệc sinh nhật Bản, trên đường trở về thì gặp nạn. Anh B có vợ và một cô con gái nhỏ, vợ anh đang mang thai con thứ hai, chuẩn bị sinh. Đến 3 giờ ngày 8 tháng 11, hiện trường được giải tỏa, thi thể hai nạn nhân được chuyển vào nhà xác khám nghiệm tử thi. Mới đây, Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ 8.000 đôi giày thể thao người lớn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, MLB. Trước đó, Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Quế Võ kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thế Thu, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, phát hiện 8.000 đôi giày thể thao người lớn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 4.200 đôi giày mang nhãn hiệu MLB, 3.200 đôi nhãn hiệu Nike và 600 đôi giày mang nhãn hiệu Adidas. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thu chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Đội kiểm tra đã tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để đấu tranh làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thế Thu không có cửa hàng để kinh doanh mà trực tiếp quản trị trang fanpage bán hàng. Mặt hàng ông Thu kinh doanh là giày thể thao, chỉ bán buôn cho khách, không bán lẻ. Ông này bán bằng cách đăng tải các hình ảnh, video sản phẩm lên mạng Internet. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì nhắn tin qua Facebook, Zalo hoặc gọi điện trực tiếp. Huyện Phú Yên hiện có 130 ha trồng lúa được cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ. Giá trị và thương hiệu sản phẩm gạo hữu cơ Phú Yên đang từng bước được khẳng định, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nhân dân các xã vùng trọng điểm lúa. Đến vụ mùa năm 2022, dự án đã thu hút trên 1.300 hộ dân tham gia sản xuất lúa hữu cơ với diện tích mở rộng lên trên 342 ha. Mảnh đất phù hoa tươi đẹp, nơi có cánh đồng Mường Tấc được mệnh danh là một trong bốn cánh đồng lớn vùng Tây Bắc theo câu truyền khẩu, nhất thanh nhì lò, tam than tứ tấc. Cánh đồng Mường Tấc Chùa Phú với trên 2.470 ha lúa hai vụ. Ngày nay cùng với việc đưa nhiều giống lúa ngon, chất lượng, đặc sản vào gieo cấy, người nông dân Phú Yên đang dần chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, góp phần tích cực trong việc nâng cao giá trị sản phẩm, tạo động lực để hướng tới nâng tầm thương hiệu gạo Phú Yên trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Không chỉ nổi tiếng bởi cơm nếp dẻo, cá nướng thơm đã đi vào trong thi ca, nhạc họa qua những câu ví trữ tình đằm thắm mà hạt gạo Mường Tấc còn được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng từ rất lâu. Để nâng cao giá trị sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm lúa gạo, bắt đầu từ vụ đông xuân năm 2019, huyện Phú Yên đã triển khai dự án chuyển đổi sản xuất lúa hữu cơ với tổng diện tích 130 ha tại hai xã Quang Huy và Huy Tân. Các giống lúa chất lượng cao như G02, BC15, Đài Thơm 8 vào sản xuất, tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,3 tỷ đồng từ các nguồn vốn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện với 1.092 hộ tham gia. Gia đình chúng tôi tham gia cái dự án vào năm 2019, được theo cái chương trình sản xuất theo chuỗi hữu cơ của cái hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Yên đưa ra. Chúng tôi cũng cùng bà con nhân dân là tập trung canh tác sử dụng phân bón hữu cơ. Bây giờ là cái gạo là nó ngon, đậm, thơm hơn và cái chất lượng gạo nó tốt hơn nhiều so với trước đây. Tháng 5 năm 2020, huyện Phú Yên đã chủ động liên hệ mời Viện Công nghệ Xanh Hà Nội và Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh tổ chức đi thăm vùng nguyên liệu tại cánh đồng xã Quang Huy, lấy mẫu đất, nước để nghiên cứu và đánh giá cụ thể, ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác mở rộng sản xuất, bao tiêu sản phẩm lúa gạo cho người nông dân với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy. Với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ,
quy mô lớn, xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo chất lượng cao để cung cấp cho thị trường, từng bước thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp xanh theo hướng hàng hóa, đảm bảo giá trị bền vững. Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La, Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp Việt Nam đã triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ người dân trồng lúa. Trong cái thời gian tới là không riêng gì đối với sản phẩm gạo Phú Yên mà đối với các sản phẩm khác thì chúng tôi cũng đang tập trung tham mưu cho tỉnh là ngoài cái câu chuyện là giới thiệu quảng bá ở trong nước thì sẽ có những cái chương trình để mà giới thiệu quảng bá sản phẩm này ở nước ngoài. Để chúng tôi cho rằng là cái việc mà xây dựng được thương hiệu, bảo hộ được thương hiệu nó chỉ là bước đầu thôi. Và cái việc phát triển nó, duy trì nó thì mới là cái phần rất là quan trọng trong cái việc là phát huy, phát triển cái giá trị của các văn bằng bảo hộ đã được công nhận. Huyện Phú Yên hiện có 130 hectare trồng lúa được cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy, 126 hectare và cùng các hộ liên kết sản xuất 4 hectare. Sản phẩm gạo Phú Yên đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Nhờ vậy, giá trị và thương hiệu sản phẩm gạo đang từng bước được khẳng định, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân các xã vùng trọng điểm lúa. Đến vụ mùa năm 2022, dự án đã thu hút trên 1.300 hộ dân tham gia sản xuất lúa hữu cơ với diện tích mở rộng trên 342 hectare. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê số hộ dân có mong muốn tiếp cận với cách thức sản xuất lúa hữu cơ. Trên cơ sở đó, huyện sẽ chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho các hộ trồng lúa, từng bước mở rộng diện tích trồng lúa hữu cơ, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm gạo cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Cùng với lại việc thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội để góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, thì việc ngành sản xuất lúa gạo cũng có góp phần rất là lớn trong cái việc mà chung tay xây dựng nông thôn mới đối với huyện Phú Yên. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang tập trung cho bà con là cái sản xuất thứ nhất là theo hướng hữu cơ, vừa thân thiện vừa bảo vệ môi trường. Đó là cũng là một cái tiêu chí để góp phần xây dựng nông thôn mới. Ngoài cái sản xuất lúa hữu cơ để đảm bảo an ninh lương thực thì còn tăng thu nhập cho người dân thông qua cái việc mà sản xuất chất lượng cao, thì từ đó thì nâng cao cái giá trị của sản phẩm lúa gạo và sẽ nâng cao cái tiêu chí thu nhập cho người dân. Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu đề xuất các phương án phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp Việt Nam để đăng ký xây dựng thương hiệu, đồng thời quảng bá thương hiệu gạo Phú Yên đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tham gia sản xuất lúa hữu cơ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa theo phương pháp truyền thống, mà còn góp phần bảo vệ môi trường do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất. Đến thời điểm này thì là quy trình sản xuất và hiệu quả của mô hình thì có rất hiệu quả rõ rệt. Thứ nhất là sử dụng phân bón hữu cơ, nó thân thiện với môi trường, cải tạo được đất và có được độ phì nhiêu của đất. Thứ hai nữa là trên cánh đồng đã có những con tôm, con cá và chất lượng gạo thì ngon hơn so với là gạo bình thường. Thứ hai nữa là giá cả nó tăng từ 20 đến 25% so với giá của cái gạo thông thường. Nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm và thương hiệu sản phẩm gạo hữu cơ đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Trong thời gian tới, huyện Phú Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã mở rộng diện tích, tạo bước phát triển bền vững cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng nông sản. Đây cũng là tiền đề quan trọng để huyện Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nói chung và tái cơ cấu nông nghiệp nói riêng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.